Chim cảnh nước Việt chào các bạn. Hôm nay các bạn đang xem mình đang cắt cầu cho những chiếc lồng họa mi. Phía dưới này là những cái lồng size 36 đấy. Ở bên trên là cái lồng tứ xuyên size 34. Các bạn cắt cùng mình nhá. Thì cái cầu này đợt này thì có những cầu gạo này. Thì tiện đây mình cắt vào lồng mình vừa dùng vừa bán cho các bạn luôn. Đây. Cái cầu tiêu chuẩn nó to bằng tầm khoảng, nói chung là tầm thước cái đo chuẩn hơn, nhưng mà đây các bạn nhìn này, nó khoảng bằng ngón tay trỏ của mình hoặc to hơn một chút là hợp lý so với chân họa mi. Đấy, là hợp lý đấy. Đấy, cầu như này. Cái vạch đo chuẩn. Trên cái phần này có mũi gai này, sẵn cái máy mài đây thì mài bớt ra đi. Và nào không có máy ở nhà thì dùng cưa và bỏ giấy giáp nhé. Tương đối là ổn rồi. Đấy, cầu mới đã cắt xong. Đấy, mới cắt xong. Điện xong cả. Các bạn thấy đây là hàng bình dân này. Nhưng mà làm rất là khá là kỹ bóng. Đây là lòng bên trong tứ xuyên. Làm các bạn nhìn thấy luôn là độ bóng của nó làm rất là kỹ. Móc ở trong bộ đây, móc inox tàu, động gỗ hương. Thì cái này mình sẽ lắp móc như thế luôn. Nói chung là mình dùng như thế nào thì mình cũng vừa dùng và vừa bán, chia sẻ với các bạn luôn. Đây, nhà mình đang dùng ở đây này. Áo hai khóa cho cái lồng tứ xuyên này. Này, nhốt con chim nó rất là tĩnh. Ưu điểm của những cái lồng tứ xuyên này ấy, là nó gọn này, nhẹ này. Này, thuần chim rất là tốt. Và
nó sẽ thuần, sẽ tốt hơn là so với da dùng bằng hộp. Đây là mẫu lồng 36. Gánh dày nhé, gánh dày đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Chim Cảnh Nhân Viên. Tôi chia sẻ với các bạn một chút nữa là cái áo lồng dành cho những cái này đây. Áo lồng thì đều là những cái vải màu như thế này nhé.